Borussia Dortmund xác nhận rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Manchester United về việc chuyển nhượng tài năng trẻ 21 tuổi Jadon Sancho với mức giá 85 triệu euro, tương đương 73 triệu bảng. Điều này đã được Dortmund công bố chính thức trên trang bóng đá của mình. Phía Borussia Dortmund chấp nhận lời đề nghị trị giá 73 triệu bảng, không bao gồm phụ phí và được Man United trả dần trong vòng 4 năm tới đây. Sancho sẽ làm thủ tục kiểm tra y tế sau khi kết thúc Euro 2020 cùng đội tuyển Anh và chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với đội bóng thành Manchester. Dự kiến, anh sẽ mặc áo số 7 tại Old Trafford và hưởng mức lương khoảng 250.000 bảng một tuần. Cựu cầu thủ Dortmund có sự tinh tế, sáng tạo và pha chút phong cách của bóng đá đường phố. Đặc biệt, điểm mạnh của Sancho đến từ sự đa năng, có thể đá mọi vị trí trên hàng công, sở hữu tốc độ cùng những pha tăng vượt mặt đối thủ và khả năng đi bóng qua người một cách khéo léo. Điều này khiến anh dễ dàng thích ứng tốt lối chơi tấn công và phản công nhanh của MU trong mùa giải tới. Mùa giải trước, Ole Gunnar Solskjaer chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, một sơ đồ khá cân bằng cho phép huấn luyện viên người Na Uy xếp chỗ cho tất cả những ngôi sao tấn công chất lượng nhất mà ông có trong tay, đặt họ vào vị trí sở trường. Nhưng MU đã thực sự gặp khó khăn ở vị trí tiền đạo cánh phải. Có giai đoạn, họ thậm chí còn phải kéo Rashford ra đá ở vị trí này. Việc chuyển sang đá ở cánh phải cũng khiến tiền đạo người Anh không hài lòng khi phải bỏ trống vai trò cánh trái sở trường của mình. Sự xuất hiện của Jadon Sancho bổ sung vào mảnh ghép còn thiếu cho sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của Ole tại Manchester United. Với sơ đồ 4-2-3-1, vị trí phù hợp nhất cho Sancho có lẽ là tiền đạo cánh phải. Khi đó, ta sẽ có được một cầu thủ chạy cánh cổ điển với sự khéo léo và khả năng tạt bóng chuẩn xác. Người hâm mộ sẽ thường xuyên được thấy một Sancho đi bóng đến khu vực 1/3 cuối sân, rồi bất ngờ rê bóng vào vòng cấm đối phương hoặc thực hiện những quả tạt cánh chuẩn xác vào trong cho tiền đạo đội nhà đánh đầu ghi bàn. Đó cũng là những gì mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang tìm kiếm với vị trí tấn công bên hành lang cánh phải. Giải quyết được vấn đề điểm yếu cố hữu của MU từ nhiều năm qua, bên cạnh đó, Daniel James tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng, Juan Mata gặp vấn đề gánh nặng tuổi tác, còn Mason Greenwood vốn được cơ cấu cho vị trí tiền đạo cắm trong tương lai, nhưng họ có thể trở thành những cái tên dự bị chất lượng, sẵn sàng thay thế vị trí này bất kỳ lúc nào. Khi đặt Sancho ở vị trí tiền đạo cánh phải, Ole có thể tận dụng khả năng hoạt động rộng và kỹ thuật của cầu thủ này để tạo ra một bài tấn công nguy hiểm. Đơn giản có thể hiểu như sau, khi đối đầu với một cầu thủ chạy cánh hoạt động rộng ngoài khu vực biên, yêu cầu phải có một hậu vệ cánh theo kèm. Nhưng với một cầu thủ kỹ thuật như Sancho sẽ rất khó để truy cản mỗi khi có bóng, cần phải có thêm một hậu vệ bọc lót phía sau. Nếu để cựu cầu thủ Dortmund vượt qua, rất có thể sẽ dẫn đến một bàn thắng. Trường hợp chọn phương án sử dụng thêm một cầu thủ bọc lót sẽ dễ dàng tạo thành khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Điều này tạo điều kiện cho tiền vệ của MU như Paul Pogba hay Bruno Fernandes dâng cao tấn công. Một điều đặc biệt nữa có thể khai thác ở Sancho đó là tốc độ vượt trội. Kết hợp với khả năng truyền dài của Harry Maguire, một điều chúng ta hay thấy cầu thủ này thực hiện ở MU và Leicester. Với tốc độ của mình, Sancho có thể bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương để nhận đường truyền vượt tuyến của Maguire. Tại Dortmund, chúng ta cũng đã thấy Sancho thường thực hiện những bước chạy thần tốc để đón đường truyền vượt tuyến từ Mats Hummels. Đây sẽ là một khó khăn cho những đội bóng đối đầu với MU khi phải tìm cách ngăn chặn. Với sơ đồ 4-2-3-1, trong trường hợp cần thiết có thể đặt Sancho ở vị trí tiền đạo cánh trái. Dù vị trí sở trường là tiền đạo cánh phải, nhưng tại Dortmund, anh ấy từng được sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh trái. Tại đây có thể tận dụng được khả năng dê dắt bóng, sau đó bất ngờ cắt vào trong để thực hiện một pha dứt điểm hiểm hóc từ cái chân phải ma thuật. Một điểm bất cập khi áp dụng sơ đồ này là có thể sẽ làm giảm sức tấn công của Quỷ Đỏ, vì vị trí cánh trái, Ole đã có những cái tên chất lượng như Rashford và Martial. Điều này chỉ nên áp dụng khi những cái tên trên không thể thi đấu ở vị trí cánh trái. Có thể tận dụng khả năng hoạt động rộng của Sancho để dễ dàng chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang sơ đồ 3-2-5 tổng lực tấn công. Khi đó, Sancho sẽ chơi bám biên phải, tận dụng khả năng hoạt động rộng của mình để kéo giãn đội hình đối phương, tạo ra nhiều không gian cho đồng đội hoạt động, đồng thời sử dụng khả năng tạt cánh để đưa quả bóng đến trước khung thành đối phương, nơi có các cầu thủ MU đợi sẵn. Mặc dù chơi ở vị trí cánh phải, nhưng có thể để Sancho hoạt động như một số 10, bằng cách đi bóng bó vào trung lộ thu hút hậu vệ đối phương. Sau đó, kết hợp với một hậu vệ phải tốc độ và có khả năng dâng cao tham gia tấn công, tận dụng khoảng trống bên cánh để đột phá ghi bàn. Đây cũng có thể là một vũ khí vô cùng lợi hại của MU trong mùa giải tới. Một giải pháp điên rồ hơn nhưng gần như chắc chắn sẽ phát huy hết sức mạnh của Sancho khi đặt anh ấy trong vai trò tiền đạo cánh trong sơ đồ 3-4-2-1.
ở vị trí này có thể tận dụng được khả năng đi bóng, tốc độ và sự linh hoạt trong lối chơi của cựu cầu thủ Dortmund. Nhưng sơ đồ này có thể sẽ không phát huy được hết khả năng của Bruno Fernandes vì phải chơi thấp hơn so với vị trí sở trường. Nếu Ole cho MU đá phản công bằng sơ đồ 3-5-2, Sancho tất nhiên là lựa chọn đá chính hàng đầu cho một trong hai vị trí trên hàng công. Chơi cặp cùng anh có thể là Martial, trong khi đá thấp hơn ở cánh trái có thể là Rashford, còn cánh đối diện là Greenwood. Với những cầu thủ tốc độ tốt như Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford và đặc biệt là Sancho, chơi ngay phía sau họ là những chân truyền số 1 châu Âu như Paul Pogba và Bruno Fernandes, thì Ole hoàn toàn có thể phát huy hết sức mạnh của hàng công. Manchester United đang thiếu một cầu thủ sáng tạo như Sancho. Họ có rất nhiều tài năng trong đội 1 với những cái tên như Martial, Rashford và Greenwood. Nhưng đây đều là những người ghi bàn, tiền đạo trung tâm có khả năng chơi rộng. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất bây giờ là liệu rằng Sancho có chắc chắn thành công ở MU hay không? Với cái giá 73 triệu bảng, chúng ta hãy cùng chờ xem Ole sẽ sử dụng cầu thủ trẻ này như thế nào và những gì anh ta thể hiện có xứng đáng với cái giá mà MU bỏ ra hay không.